Huỳnh Thục Vy và con đường đến nhà tù. Chủ tịch Hội Phụ nữ Nhân quyền Huỳnh Thục Vy vừa bị khởi tố về hành vi xúc phạm quốc kỳ theo Điều 276 Bộ Luật Hình sự. Cách đây 5 tháng, Huỳnh Thục Vy đã dùng sơn xịt lên quốc kỳ Việt Nam và khoe khoang lên Facebook với ngôn từ cực đoan, xúc phạm lá cờ và chế độ chính trị hiện nay. Công an địa phương đã có 4 lần triệu tập Huỳnh Thục Vy lên làm việc về hành vi này, nhưng Vy chống lại, không chấp hành yêu cầu làm việc. Do vậy, ngày 9 tháng 8 năm 2018, các cơ quan tố tụng huyện Buôn Hồ đã phê chuẩn quyết định khởi tố Huỳnh Thục Vy, đồng thời khám nhà, thu đi nhiều tài liệu, phương tiện phản ánh hoạt động chống nhà nước của Huỳnh Thục Vy. Do Vy đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi và hành vi bị khởi tố không phải là tội đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng lại có nơi cư trú rõ ràng nên Vy đã được tại ngoại kèm theo quyết định cấm đi khỏi nơi cư trú và cấm xuất cảnh. Huỳnh Thục Vy sinh ngày 20 tháng 11 năm 1985 tại Nam Kỳ, Tam Kỳ, Quảng Nam. Bố Huỳnh Thục Vy là Huỳnh Ngọc Tuấn, từng bị bỏ tù 10 năm vì tội chống chính quyền năm 1992 đến năm 2002. Hiện ông Tuấn vẫn là thành phần tuyên truyền chống nhà nước cực đoan trên mạng Internet. Do vậy, dễ hiểu Vy và các chị em của Vy đều là thành phần chống nhà nước cực đoan, nặng hận thù. Nhờ có năng lực viết lách và có tài sắc nên Vy được nhận được nhiều đơn hàng đầu tư từ cả trong nước lẫn nước ngoài. Tiêu biểu phải kể đến ông chủ Nguyễn Văn Đài mời Vi làm phát ngôn nhân cho Hội Anh em Dân chủ. Nhưng trước lời mời của ông chủ sứ quán Mỹ về việc thành lập Hội Phụ nữ Nhân quyền có sự đầu tư xứng đáng nên Vi quay sang làm chủ tịch hội này và may mắn thoát khỏi vụ án hoạt động lật đổ chính quyền cùng ekip của Nguyễn Văn Đài. Phụ trách hội này dưới sự cai quản của Phạm Bá Hải và cô công chúa đồng đảnh Huỳnh Thục Vy nên nhóm đàn chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Nguyễn Hoàng Vy không chịu và sinh ra ly tán. Không chỉ nhận đầu tư từ Việt Tân qua Phạm Bá Hải, Huỳnh Thục Vy còn nhận được sự ưu ái rất nhiều của mạnh thường quân chùm sò hải ngoại như Nguyễn Gia Kiểng, Nguyễn Đình Thắng. Với mức đầu tư nổi trội trên, Huỳnh Thục Vy công khai bê bối thể loại báo người Việt hải ngoại như báo Trẻ bên Texas và báo Việt Luận bên Úc trả cho mình 50 đô cho một bài viết. Chính điều này khiến danh tiếng của Vy ngày càng tụt dốc. Làng dân chủ gọi cô là công chúa, thực chất dán cho cô một cái nhãn đỏng đảnh, kiêu kỳ, bề trên, đồng nghĩa với việc mất khách. Tiếng tăm của cô này sa sút, bị ảnh hưởng nhiều nhất khi thiên hạ nhìn thấy động cơ của cả nhà cô là xuất ngoại bằng mọi giá, đua nhau học tiếng Anh và tìm mọi cách để được tị nạn. Năm 2015, Huỳnh Thục Vy được tổ chức chống cộng, phóng viên không biên giới tổ chức cho đi Pháp tập huấn, nhưng Thục Vy đã tráo hồ sơ cho em gái là Huỳnh Khánh Vy đi thay và Vy phải muối mặt cầu xin cả cộng đồng cờ vàng hải ngoại cứu giúp mẹ con em gái mình những ngày đầu tị nạn. Sau vụ cháu người này, tổ chức phóng viên không biên giới chấm dứt kế hoạch đưa người Việt dân chủ ra nước ngoài tập huấn hàng năm và Vi bị đồng bọn chỉ trích tẩy chay dè bỉu là ích kỷ và ảnh hưởng tới phong trào dân chủ đấu tranh trong nước. Đến nay, Vi cũng đã lo được cho cả gia đình em gái đoàn tụ ở Pháp, gia đình em trai sang Thái chờ đi nước thứ ba và bản thân đang chờ cơ hội cùng chồng con xuất ngoại nốt. Do vậy dễ hiểu, dù ở nhà sinh và nuôi con nhỏ, Vi vẫn viết sách với nội dung cực xấu, công khai buôn bán các thứ vật dụng có hình mẫu cờ vàng ba sọc, cao điểm là xịt sơn lên cờ Tổ quốc như trên. Pháp luật Việt Nam quy định xúc phạm quốc kỳ là một tội hình sự có thể bị phạt tối đa đến 3 năm tù giam. Được tại ngoại trông con nhỏ chính là chính sách nhân đạo của pháp luật Việt Nam. Tuy nhiên đây cũng có thể là cơ hội cho Huỳnh Thục Vy tìm kiếm cơ hội xuất khẩu dân chủ tới nước nào đó như trong mơ. Tuy nhiên với tiếng tăm ảnh hưởng xuống dốc như hiện nay, dường như các đại sứ quán nước ngoài ít ghé thăm hay mời Vy đến làm thượng khách như những năm trước đây, thì xem ra con đường này khá chật vật. Đó là chưa kể đến việc khám nhà vừa qua, công an thu được tài liệu phương tiện đều chứa những thứ có thể kết tội và tội tuyên truyền chống nhà nước và có thể cho Vi tại ngoại chờ họ củng cố chứng cứ và chuyển đổi tội danh như trường hợp của Nguyễn Văn Đài.
khởi tố theo tội tuyên truyền chống nhà nước nhưng xử lý theo tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân sau quá trình điều tra, củng cố chứng cứ. Bởi vậy, không chừng cái án 10 đến 12 năm tù sẽ kết thúc sự nghiệp đấu tranh dân chủ của Vi theo chân mẹ nấm gấu hay cô chị phó chủ tịch hội, Hội Phụ nữ Nhân quyền là Trần Thị Nga một ngày không xa. Tác giả Nguyễn Biên Cương.